Vào đêm 26 tháng 5, Rem điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường ở thành phố Rạch Giá tìm người có mang theo tài sản để cướp giật. Khi đến đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thì phát hiện một phụ nữ chạy xe máy mang chiếc túi sách. Rem liền áp sát cướp giật. Trong túi sách có gần 13 triệu đồng và một điện thoại di động. Ngoài vụ cướp giật nói trên, Rem còn thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản khác của những người phụ nữ ở thành phố Rạch Giá kiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị.